Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ có những nội dung chính sau đây. Lào Cai sẽ thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thêm hai dự án thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng công suất 20 MW. Thị trường tiêu thụ tinh dầu quế thuận lợi trở lại sau thời gian gặp khó khăn. Tin thế giới, Lào kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lào Cai sẽ thành lập tổ công tác rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác có nhiệm vụ tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng kết quả triển khai công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đánh giá hiệu quả hoạt động của lò đốt rác tại xã Bản Hồ, thị xã Sapa, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của tổ công tác, thành viên của tổ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo điều hành và trao đổi thông tin giải quyết theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Từ đầu năm đến nay, Lào Cai có thêm 2 dự án thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng công suất 20 MW. Cụ thể, dự án thủy điện Móng Xến với công suất 6 MW và thủy điện Bảo Nhai 1 với công suất là 14 MW. Như vậy, hiện nay Lào Cai có 74 dự án thủy điện đã hoàn thành phát điện với tổng công suất 1.162,85 MW. So với năm trước, năm nay lượng mưa tăng giúp các nhà máy phát điện ổn định, sản lượng điện cơ bản đạt so với thiết kế. Mỗi năm, các nhà máy thủy điện đã tạo doanh thu khoảng 4.800 tỷ đồng, đóng góp nguồn thu ngân sách của tỉnh gần 900 tỷ đồng. Toàn tỉnh còn có 6 dự án thủy điện đang thi công với tổng công suất 73,1 MW, 12 dự án thủy điện nhỏ cấp quyết định chủ trương đầu tư và 6 dự án thủy điện điều chỉnh mở rộng công suất với tổng công suất 133 MW. Tỉnh đã thành lập tổ công tác nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án thủy điện, nhất là các dự án thủy điện đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong các loại quả được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, Lào Cai có duy nhất quả chuối nằm trong danh mục này. Để đáp ứng các điều kiện xuất khẩu, 12 mã vùng trồng, 5 cơ sở đóng gói nông sản chuối đã được cấp cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã thu hút một số doanh nghiệp tham gia đầu tư liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chuối. Hiện 90% sản lượng chuối hàng hóa của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc qua các công ty doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo đúng hướng dẫn của Cục Bảo vệ Thực vật, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất chuối theo các tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Y tế, sản phẩm tinh dầu quế được áp vào mã dược liệu. Với những quy định khá khắt khe, khiến cho mặt hàng này gặp rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu. Để tháo gỡ khó khăn cho hàng nông sản chiến lược này liên quan đến thu nhập của hàng nghìn hộ nông dân, mới đây Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp trong việc khai báo mục đích xuất khẩu. Hành động kịp thời này đang giúp cho thị trường tinh dầu quế dần ấm trở lại. Sau một thời gian dài sản xuất cầm chừng, hiện nhà máy này đang hoạt động tối đa công suất. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp thu mua từ 100 đến 150 tấn nguyên liệu quế, sản xuất ra khoảng 500 lít tinh dầu. Giá bán dần cải thiện, thị trường tiêu thụ dễ dàng, giúp cho đơn vị dần vượt qua được giai đoạn khó khăn. Thu mua là dễ hơn, hàng hóa là nhập nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu thì cũng thuận lợi hơn. Cái giá dầu thời điểm hiện tại đã nhỉnh hơn, tăng công suất là gấp đôi so với thời điểm năm ngoái. Và cũng mong là thị trường trong và ngoài nước nó sẽ ổn định để mà thuận lợi cho bà con và doanh nghiệp chúng tôi. Tinh dầu quế tiêu thụ thuận lợi là tín hiệu rất đáng mừng, giúp cho hàng nghìn hộ trồng quế không chỉ ở Lào Cai mà các địa phương khác trong vùng nguyên liệu vô cùng phấn khởi bởi đã tạm thời bớt đi nỗi lo tiêu thụ. Hiện các sản phẩm từ quế như cành, lá, gỗ quế đang được thương lái thu mua hết, chưa kể giá bán đã cao hơn so với thời điểm đầu năm. Đầu năm nay thì xưởng lại hoạt động thu mua lại thì dân rất phấn khởi và mừng là đã bán được sản phẩm ra thị trường. Chạm đáy vào cuối năm ngoái, gần một tháng trở lại đây, giá tinh dầu quế bắt đầu tăng trở lại.
hiện giá xuất khẩu 1 tấn tinh dầu đạt từ 360 đến 380 triệu đồng, cao hơn 50 triệu đồng so với thời điểm cuối năm ngoái. Theo dự báo, mức giá này sẽ tiếp tục được cải thiện khi những vướng mắc về quy định mã hàng xuất khẩu đang tiếp tục được các ngành chức năng tích cực phối hợp gỡ khó. Tín hiệu mừng như hiện nay thì bà con nhân dân cũng đang rất là phấn khởi để tiếp tục chăm sóc, thu hoạch những cái sản phẩm quế. Còn các cái doanh nghiệp thì cũng bắt đầu vào vụ và tiến hành thu mua và chế biến với cái giá sản phẩm cành lá. Hiện nay thì đang bán là 1.800 thì có tăng nhẹ hơn so với năm ngoái. Ước tính sản lượng tinh dầu quế của Lào Cai đạt hơn 450 tấn một năm, trong đó có 85% xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, 15% phục vụ nhu cầu thị trường nội địa. Theo dự kiến, sản lượng tinh dầu quế của tỉnh sẽ còn tăng mạnh khi nhiều vùng nguyên liệu tại địa phương đang đến kỳ khai thác. Cùng với mở rộng vùng trồng quế hữu cơ, thì việc chế biến sâu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và tính bền vững của ngành hàng chủ lực này cũng đang được tỉnh ưu tiên triển khai. Tiếp theo là những thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng qua, giá lợn hơi trên thị trường tăng mạnh. Sức tiêu thụ tại các chợ dân sinh giảm thấp hơn so với trước đây khi giá thịt lợn rẻ. Hiện tại, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai dao động từ 65.000 đến 66.000 đồng một kg, tăng 13.000 đến 15.000 đồng một kg so với 2 tháng trước. Giá lợn hơi tăng cao nên sức mua thị trường cũng kém hơn. Mà thịt lợn tăng giá lên là cái nhu cầu của người sử dụng chắc chắn nó cũng có phần ảnh hưởng, nó giảm đi. Như cách đây một tháng nha anh, lượng thịt khoảng bình thường một ngày khoảng 4 tạ. Nhưng mà đợt này cũng có giảm đi một chút, tầm 3 tạ rưỡi. Với mức giá như hiện nay, người chăn nuôi đã có lãi. Giá lợn hơi tăng cộng thêm chi phí các khâu trung gian, nên giá thịt bán tại các chợ cũng tăng lên khoảng 10 đến 15% so với trước đây. Khảo sát tại một số chợ cho thấy, từ khi thịt lợn tăng giá, lượng tiêu thụ của người dân giảm từ 20 đến 30% so với thời điểm thịt lợn rẻ. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn, thu nhập giảm nên người dân thắt chặt chi tiêu và chuyển sang các loại thực phẩm có giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, theo các tiểu thương, bắt đầu vào mùa nắng nóng, người dân cũng tiêu thụ ít hơn. 12 vụ vi phạm về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đã được các lực lượng chức năng của Lào Cai phát hiện xử lý trong hơn một năm qua. Các vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, không đúng địa điểm ghi trong giấy phép kinh doanh. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 106 triệu đồng, thu giữ gần 90 kg thuốc bảo vệ thực vật dạng bột, 14 lít thuốc dạng lỏng. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý, tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn do người vi phạm chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ phiên. Hiện công tác quản lý hoạt động của các chợ phiên, kiểm tra giám sát việc qua lại của cư dân trên tuyến biên giới được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về vận chuyển, nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trên địa bàn huyện Simacai đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế và giúp đỡ cộng đồng cùng phát triển. Anh Sùng Xeo Lao ở thôn Cẩu Pì Trải, xã Thảo Chư Phìn là một điển hình như thế. Đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi từ năm 2018, trải qua không ít lần thất bại, thậm chí là mất trắng khi đàn vật nuôi bị dịch ốm chết. Không nản lòng, vừa làm vừa tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn chăn nuôi do địa phương tổ chức. Đến nay, anh Lao đã chủ động được con giống tại chỗ, đàn lợn luôn duy trì khoảng 40 con. Trung bình mỗi năm bán ra thị trường 2 tấn lợn thịt, kết hợp chăn nuôi gia cầm, trồng cây ăn quả, thu về khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Và gọi được tập huấn những cái căn lớp như ở xã hoặc là huyện này về thì tôi cũng không biết chăn nuôi, nhưng do cũng có những cái kinh nghiệm về nuôi thì cũng tiêm hàng năm tiêm phòng định kỳ này thì đàn lợn không có dịch bệnh gì xảy ra. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Lao còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây con giống, cung ứng phân bón trả chậm cho bà con trong thôn có nhu cầu. Trung bình mỗi năm anh dành 20 triệu đồng cho hộ dân khó khăn trong thôn vay không lấy lãi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Mấy năm trước gia đình tôi khó khăn lắm, nhờ sự giúp đỡ của anh Lao, cho vợ chồng tôi mượn 5 triệu đồng để đầu tư kinh doanh. Anh không tính lãi,
Cuối năm vợ chồng tôi kiếm được thì lại trả cho anh. Đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi đã từ 30 đa con cho đến 36 con đó hàng năm. Thu nhập thì ông này là thu nhập rất là cao. Mình đang là thu nhập trên 200 triệu đồng trên một năm. Để cho các hộ dân khác vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất kinh doanh, nhận đẹp tại khu. Với tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Sùng Xeo Lao đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Tiếp thêm niềm tin cho bà con dân bản, tích cực khai thác các lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Thưa quý vị và các bạn, theo Điều 5 Bộ Luật Lao động năm 2019, quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động cao tuổi như sau. Người lao động có các quyền sau đây: làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động, được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn vệ sinh lao động, nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể. Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây: thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự quản lý điều hành giám sát của người sử dụng lao động, thực hiện quy định của pháp luật về lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn vệ sinh lao động. Tiếp theo chương trình, Nghệ An triển khai giải pháp điều tiết nước chống hạn trong mùa nắng nóng. Hạ viện Nga phê chuẩn tất cả các phó thủ tướng được đề cử. Thưa quý vị, sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, cả nước dự kiến giảm 13 huyện và 624 xã. Như vậy, số lượng cán bộ, công chức, người lao động dự kiến dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn này là rất lớn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở các địa phương đa số đều có tuổi đời còn trẻ và có nguyện vọng cống hiến lâu dài. Biên chế cán bộ, công chức cấp xã lại bị cắt giảm theo quy định chung, nên các địa phương gặp khó khăn cho việc xác định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ công chức. Trong khi số lượng dôi dư từ giai đoạn 2019-2021 ở một số địa phương đến nay vẫn chưa giải quyết xong, nên công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương càng thêm gánh nặng. Do đó, Chính phủ kiến nghị cho gia hạn thời gian bố trí, sắp xếp cán bộ công chức và giải quyết chế độ chính sách dôi dư đến ngày 31/12/2025. Năm 2023, Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Trong đó, 91% phản ánh lừa đảo liên quan đến lĩnh vực tài chính, tăng gần 65% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn của gọi lừa đảo là 73%. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức và cầm đầu thường là người nước ngoài. Trong khi đó, người bị hại đa phần thiếu cảnh giác, không có kiến thức về bảo mật thông tin và các hoạt động tố tụng hình sự. Trong năm 2023, các lực lượng cũng đã đấu tranh, khởi tố hơn 1.500 vụ án liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Theo dự báo, năm nay nắng nóng gay gắt nên nguy cơ thiếu nước sản xuất là rất lớn. Hiện bà con nông dân đang chuẩn bị sản xuất vụ hè thu, nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu là rất lớn. Ngay từ bây giờ, việc điều tiết các hồ chứa nước hợp lý cũng như tiết kiệm nước sẽ giúp cho công tác chống hạn được chủ động hơn. Phóng sự tại tỉnh Nghệ An. Hồ chứa nước Bản Vẽ, hồ chứa nước ngọt lớn nhất của Nghệ An. Lưu lượng nước trên sông Lam phụ thuộc phần lớn vào sự điều tiết của hồ chứa này. Vào thời điểm này, mực nước trong hồ cao hơn năm ngoái 15 mét. Đây là tín hiệu vui cho vùng hạ du. Trong những ngày gần đấy thì do ảnh hưởng của mưa bên Lào thì lưu lượng về có tăng lên và trung bình cả năm lên khoảng 40 mét khối. 80% lưu vực của hồ chứa nước nằm bên nước bạn Lào nên lượng mưa bên đó nhiều sẽ giúp hồ chứa tích đủ nước. Thêm vào đó, vụ đông xuân năm nay, đơn vị quản lý hồ chứa cũng đã phối hợp rất nhịp nhàng với ngành nông nghiệp trong điều tiết nước cho vùng hạ du. Trong những cái giai đoạn sinh trưởng của cây lúa mà cần nhu cầu nước cao, thì công ty thủy điện Bản Vẽ sẽ phối hợp với địa phương ban ngành sẽ xả cái lượng nước lớn để đảm bảo cho các cái trạm bơm có thể hoạt động được ở trên cái địa bàn của dọc cái sông Lam.
Còn trong những cái giai đoạn mà nó cái nhu cầu nước nó thấp hơn thì công ty cũng sẽ phối hợp với địa phương là để làm sao nó giảm cái lượng nước ở cái mức tối thiểu. Thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 800 trên 1.000 hồ chứa không tích đủ nước, phần lớn là những hồ nhỏ do địa phương quản lý. Nắng nóng gay gắt dự báo sẽ tiếp diễn, trong khi đó nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất hè thu lại cao hơn rất nhiều so với vụ xuân, nên việc điều tiết hợp lý, có hiệu quả lượng nước còn lại trong hệ thống hồ chứa đang là bài toán được ngành nông nghiệp và các địa phương triển khai thực hiện. Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ đối với các cái công ty thủy điện. Mà khi mà các cái thủy điện tăng lưu lượng xả thì đề nghị là các cái địa phương là phải tập trung để bơm và đồng thời là cũng tích trữ vào những cái sông cụt rồi những cái ao hồ bầu biển để khi mà thiếu nước thì chúng ta cũng có thể sử dụng. Đối diện với nguy cơ hạn hán trong mùa nắng nóng, ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An khuyến cáo bà con nông dân và các đơn vị thủy lợi cần phối hợp tích cực trong việc lấy nước, sử dụng nước tiết kiệm khi các hồ chứa lớn điều tiết nước phục vụ hạ du. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp toàn thể ngày 13 tháng 5, Duma Quốc gia Hạ viện Nga đã xem xét và thông qua các ứng cử viên do Thủ tướng nước này đệ trình cho các cương vị Phó Thủ tướng thứ nhất và các Phó Thủ tướng của Liên bang Nga. Cụ thể, các nghị sĩ đã ủng hộ việc bổ nhiệm Bộ trưởng Công Thương đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng thứ nhất, đồng thời nhất trí bổ nhiệm các ứng cử viên khác đều đề cử cho cương vị Phó Thủ tướng. Theo kế hoạch, sau cuộc họp xem xét ứng cử viên cho các vị trí Phó Thủ tướng nói trên, các nghị sĩ Duma Quốc gia sẽ tiếp tục họp xem xét ứng cử viên cho các vị trí Bộ trưởng. Tất cả các cuộc họp này đều phải được sự chấp thuận của Tổng thống Putin. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tình trạng Khẩn cấp và Bộ Ngoại giao Nga sẽ do chính Tổng thống Putin bổ nhiệm, sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Liên bang Thượng Viện. Ngày 13 tháng 5, Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, 51 tuổi, người sẽ kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long, đã công bố cải tổ nội các. Phát biểu tại họp báo sau khi công bố cải tổ nội các, ông cho biết sẽ không có thay đổi lớn nào đối với các vị trí bộ trưởng và ông sẽ vẫn giữ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tính liên tục và ổn định khi chính phủ hiện nay sắp kết thúc nhiệm kỳ do các bộ trưởng đều đang thực hiện trọng trách được giao, nên ông muốn giữ nguyên vị trí lãnh đạo các bộ cho đến hết nhiệm kỳ. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này. Trong thư, ông Lý Hiển Long đã đề cử ông Lawrence Wong, Phó Thủ tướng Singapore, làm Thủ tướng kế nhiệm kể từ ngày 15 tháng 5, bắt đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư của đảo quốc sư tử. Ngày 13 tháng 5, Hàn Quốc thông báo đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa. Hải quân Hàn Quốc điều biên đội gồm 10 tàu là tàu chiến, tàu khu trục và tàu tên lửa tuần tra, cùng máy bay tuần tra biển P-3 và trực thăng Lin. Trong khi đó, lục quân điều máy bay trực thăng AH-64 Apache, còn không quân điều máy bay chiến đấu KF-16 tham gia tập trận. Các lực lượng tham gia diễn tập sử dụng tên lửa đất đối không, tên lửa chống hạm và tên lửa đất đối đất, mô phỏng các kịch bản liên quan đến các hành động khiêu khích trên không, trên biển và trên mặt đất. Trong bối cảnh nắng nóng hạn hán kéo dài, các nhà máy thủy điện không thể hoạt động hết công suất, dẫn đến tình trạng thiếu điện. Mới đây, Công ty Điện lực Lào đã kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện. Theo Công ty Điện lực Lào, năng lượng điện sản xuất từ các đập thủy điện chiếm tới 95% tổng lượng điện của nước này trong năm ngoái. Tình trạng hạn hán kéo dài thời gian qua và mùa mưa ngắn đã dẫn tới lượng nước chảy vào các hồ thủy điện giảm so với kế hoạch dự kiến, khiến sản lượng điện giảm 10%. Trong tháng 4 năm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt đã dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng vọt, lên tới 2.015 MW, trong khi năng lực sản xuất trong nước chỉ đạt 1.660 MW. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 14 tháng 5 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác,
gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.